Chào bạn nha, bữa nay buổi chiều đặt chuột rồi các bạn ơi. Đặt từ đằng đó, đó các bạn. Đi vòng lên tới trên cái nhà lúc trên rảnh luôn các bạn. Cái đi vòng cái trụ điện đó. Qua tới chỗ con giá. Hết. Rồi tối nay có gì thăm cho các bạn coi các bạn ơi. Mới gọi cái đọp các bạn. Mệt. Có mấy chục cái mà nó không có luồng rồi đặt ra đường nó xa cỡ đó đó các bạn, quá trời xa chịu hết nổi luôn. Tối hồi đặt lại tới gần đây thì gần đây có luồng hết hết đập rồi. Rồi tối nay có gì thăm mùa quay lên cho các bạn coi. Giờ gắn gít thì không có, giờ đây đặt chuột lai dai các bạn ơi, không có đi được. Bẫy thì còn rất là nhiều mà không có thăm được các bạn ơi. Rồi có gì tối nay quay rồi mai đăng cho các bạn coi. Rồi đốt mới đốt gom mới quá chuột nó không có chạy gì đó các bạn ơi. Rồi tạm biệt các bạn. Rồi tới điểm thăm chuột các bạn ơi, còn chiều giờ nè, đâu mấy cái bẫy đâu trơn rồi, có không có thôi, chắc mấy cái này chắc chết rồi. Lụm đâu mà lụm, thấy rung rinh đâu mà lụm, còn nguyên một cái đó còn còn nguyên luôn, nguyên còn luôn, ba cái nguyên nguyên si ba. Cái chân cái đầu các bạn ơi, con bành trướng luôn. Ừ. Rồi bắt ra quy ơi, rồi gà đã quy ơi, bắt ra hồi cho người ta luôn gà đi, này ngon quá trời ngon. Rồi đèn còn bự nè bạn, chà bá đây nè bạn, nó chạy chuột chuột chạy dữ đó mà không ra quy, nghe chạy không? Ừ. Nó chạy thấy ghê không nó. Ấy là đặt lại con đặt nghe đó nghe. Bỏ miếng lúa miếng ấy vô. Cái gì hoài tháng. Đây con này quý ơi, con nhỏ. Con nhỏ các bạn ơi. Được con nè nữa. Đó. Bỏ vô. Đây cái chuyện nó cái vô nhà. Ừ. Đụm. Lụm gạo chuột bẫy cỡ này khô quá, đồng nó khô quá đó có không? Đó, con bắt qua đây, đây con nè, con là bự là quý không, nó bự chào áo nè, đù vô chú vô chào bá. Ủa hai con luôn, đây nè em con nè, hai cái hai con nè, thấy không? Ừ đó con chuột nhỏ ở đó đây. Điên ta cái này hai con luôn. Đó. Giờ bắt con chuột bự cho nó qua đó trước. Cho con cây bắt con hả? Ừ, có, thả nhẹ nhẹ. Thả nhẹ con chuột nhỏ nó đi chứ. Qua ra. Thả ra giờ bự con chuột bự chạy vô rồi, ấp lại qua đây. Thấy chưa? Có chừng nó chạy. Ừ, ừ, rồi, ngon cơm. Đây, con nữa các bạn ơi. To. Chà bá các bạn. Cách lên vô hết có chuột đặt quay đầu vậy luôn không, đâu bự không, ồ to nữa mày bắt luôn đi, không có luồng đơn giản quá trời con nữa các bạn, nó chặt ba bắt luôn đặt cái gan vậy luôn nha, trời ơi vậy sống quá. Nó à, tung tung rồi thấy không, có tung tung là được rồi, có không? Ê, mình nhí bạn ơi, mình nhí đó, lụm nó luôn. Nằm xuống. Qua cái lòng của tao hả, quên. Đó, bốn con mình nhí. Nó rớt chuỗi nó ham không? Mình nhí là bốn con nha. Đặt cái gian vậy luôn. Năm con to rồi, con ếch rồi các bạn ơi. Đây con nữa các bạn ơi, đây là lui
các bạn. Đó, mình nhí. Chục 7 không. Yếu. Ờ em xúc bên nè. Xúc bên rồi, thì gió đẩy đi, gió đẩy sao đâu. Bỏ ra ngoài luôn. Nhất luôn. Liệt hai cái giò rồi đó. Liệt đó. Bự bự không à. Rồi. Đây em bé nè các bạn ơi. Nè, em bé nè. Ừ, nó chưa ra sao giờ? Nhóc luôn. Bé. Em bé. Em bé tí teo. Đủ chi? Trời ơi, hai cái kế bên đây, cái nè. Đâu rồi? Cái nào đó không? Nè, trà bá nè. Trời ơi, chuột đó bạn. Bích long, bích long. Rồi vô. Bích long. Bỏ gom vô các bạn ơi. Thổi nó. Thổi nó, ừ nó vô đó. Lụm. Còn cái nữa. Rồi, các bạn ơi, sáng nay cuốn luôn nè. Được nhím được nhiêu cái nè các bạn. Mà chuột không có bự. Một con. Hai. Con ếch nè các bạn. Dính con ếch nè. Cái này hai con các bạn. Bốn con ha. Năm con là bự nha. Sáu. Này cái này hai con nè các bạn. Thấy không? Tám. Chín. Mười. Mười một. Hai con các bạn ơi. Đúng không? 13, 14, 15, 16, 17, 18 con. Sáng nay được 18 con với con ếch nha các bạn. Rồi 18 con này có 3 con bự các bạn ơi. Còn hết 15 con nhỏ rồi. 15 con nhỏ. Giá không biết có không nữa. Rồi hôm hôm thì có được 7 con bự rồi, 6 con nhỏ. Chuột đi, nó không đi nhiều các bạn ơi. Rồi, hẹn các bạn lúc sau các bạn ơi, bye bye các bạn nha. Không dính gì trơn, chán quá các bạn ơi. Rồi, tạm biệt các bạn. Dính cũng nhiều quá mà nhỏ nhỏ không à. Rồi, bye bye.